Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sống Khỏe Sống Tốt. Quý vị thân mến, hiện nay theo như nghiên cứu thì có khoảng 60% số nhân viên văn phòng bị bệnh về mắt và chủ yếu đó là cận thị, khô mắt, mỏi mắt. Bạn sẽ biết đôi mắt mình mệt mỏi khi thấy chúng mỏi, rát hay ngứa hoặc khi bạn chợt thấy mình muốn dụi mắt. Người làm việc trong văn phòng có thể tự mình xoa bóp vùng mắt hay đầu mặt để cải thiện các bệnh lý về mắt. Vì thế, đừng bỏ qua 3 động tác xoa bóp bấm huyệt đơn giản sau đây có thể tự thực hiện tại chỗ làm hàng ngày sẽ giúp phòng tránh được khô mắt, sự lão hóa và các bệnh khác về mắt. Bấm 3 huyệt này, mắt mỏi, mắt mờ đến mấy cũng sáng rõ tự nhiên. Đầu tiên là bấm huyệt giữa hai mắt. Xác định vị trí giữa huyệt tinh minh hay còn có tên là tình minh, tức là làm cho con ngươi sáng lên theo đông y, và toàn trúc, huyệt vị gần góc trong mắt và huyệt vị tại đầu lông mày thẳng góc trong mắt. Tại đây có chỗ hơi lõm rồi ấn mạnh bằng ngón tay cái. Đặt các ngón tay còn lại lên đỉnh trán để làm điểm tựa, di chuyển ngón cái xung quanh chỗ hõm nơi góc mắt trong 20 đến 30 giây. Thứ hai, bấm huyệt dưới xương gò má. Xác định vị trí điểm cao nhất ở xương gò má, sau đó di chuyển ngón tay xuống để tìm ra điểm thấp nhất. Tiếp theo, di chuyển ngón tay xung quanh khu vực nhỏ đó, rồi lặp lại nhưng đổi chiều trong 20 đến 30 giây. Nhấn hai điểm này ngay dưới xương má để thêm sinh lực cho đôi mắt mệt mỏi. Thứ ba, vuốt nhẹ lông mày. Dùng ngón cái ấn vào huyệt thái dương và làm điểm tựa, sau đó dùng đầu quặp của ngón tay trỏ vuốt nhẹ qua lông mày và vùng dưới mắt. Lặp lại động tác này trong 20 đến 30 giây. Thưa quý vị, trong y học cổ truyền thì mệt mỏi đó là kết quả của việc năng lượng lưu thông trong kinh mạch bị đình trệ. Massage huyệt có thể sẽ khắc phục được điều này bằng cách giúp loại bỏ đi sự tắc nghẽn, đồng thời bổ sung thêm khí mới vào. Thông qua cách massage 3 huyệt khác nhau đơn giản trên thì tầm nhìn của bạn sẽ trở nên rõ ràng, giúp nuôi dưỡng đôi mắt khi chúng có cảm giác căng thẳng và mệt mỏi, và qua đó thì đôi mắt sẽ cảm thấy tỉnh táo hơn. Thêm vào đó thì việc thường xuyên chăm sóc theo những bí quyết sau đây sẽ giúp cho bạn có một đôi mắt khỏe đẹp. Bí quyết để có đôi mắt khỏe mỗi ngày. Thứ nhất, yoga cho đôi mắt. Để có đôi mắt khỏe, trước tiên bạn hãy ngồi thật thoải mái. Hãy tưởng tượng có một chiếc đồng hồ trước mặt bạn, sau đó nhìn lên số chỉ 12 giờ, dừng 1 giây, tiếp theo hạ thấp ánh nhìn xuống hướng 6 giờ. Hãy tạm dừng vài giây, sau đó không chớp mắt, lặp lại động tác này 10 lần. Hoàn thành bài tập bằng cách áp đôi bàn tay lên đôi mắt của bạn trong vài giây, cho phép chúng nghỉ ngơi trong bóng tối. Thứ hai, chế độ ăn uống hợp lý. Trong chế độ ăn uống phải đảm bảo bữa ăn có chứa đầy đủ các thành phần dinh dưỡng cần thiết cho mắt, nhất là vitamin A, có trong cần tây, dầu cá, lòng đỏ trứng gà, gan động vật, cà chua, thì mắt mới sáng và khỏe mạnh được. Cũng như làn da, đôi mắt cần được cung cấp đầy đủ độ ẩm cần thiết, và cách giữ ẩm tốt nhất cho mắt là uống thật nhiều nước trong ngày. Đặc biệt để đôi mắt luôn trẻ trung và khỏe mạnh, sẵn sàng cho một ngày mới, chúng ta cũng cần ngủ đủ thời gian tối thiểu là 8 giờ mỗi ngày. Thứ ba, đeo kính râm mỗi khi phải ra ngoài trời. Kính râm hay còn gọi là kính mát giúp ngăn ngừa bệnh đục nhân mắt và vết chân chim ở khóe mắt. Tia cực tím UV có thể làm hỏng đôi mắt của bạn trong bất kỳ mùa nào và ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày, chứ không chỉ là buổi trưa. Chọn kính râm với mắt kính lớn sẽ bảo vệ mắt 99% đến 100% khỏi bức xạ bởi tia UVA và UVB. Thứ tư, tập thể dục cho tầm nhìn tốt hơn. Những bài tập mạnh, chẳng hạn như chạy, có thể bảo vệ đôi mắt khỏi bị đục thủy tinh thể và AMD. Bất kỳ bài tập luyện nào dù ở trong phòng tập thể dục, chẳng hạn như đi xe đạp, trượt băng, bơi lội hoặc nâng tạ đều tốt cho tim mạch và có thể bảo vệ thị lực của bạn bằng cách giảm viêm trong cơ thể, kể cả những viêm ảnh hưởng đến mắt. Thứ năm, điều trị mắt bị khô, bị kích thích. Đã bao giờ bạn bị ngứa, lên rử, nóng trong mắt hoặc khô? Điều này cũng tương đối bình thường,
Với những người có tuổi, lượng nước mắt sản xuất ra sẽ bị giảm, có thể dẫn đến khô mắt. Để ngăn ngừa khô mắt, ăn nhiều thực phẩm có vitamin A như dưa đỏ, cà rốt, xoài. Sử dụng máy tạo độ ẩm để làm ẩm không khí khô và đeo kính râm để bảo vệ mắt. Một số loại thuốc, chẳng hạn như thuốc kháng histamine và thuốc giảm đau, có thể làm giảm khả năng sản xuất nước mắt tự nhiên. Vì vậy, nếu gặp trường hợp này, nên nói chuyện với bác sĩ để được thay toa thuốc khác. Thứ 6. Ngăn ngừa mỏi mắt do ngồi máy tính. Hầu hết chúng ta quên nháy mắt và cho mắt nghỉ ngơi khi mải làm việc với máy tính hoặc xem TV. Điều này có thể làm cho mắt bị mệt và khô, thậm chí còn dẫn đến nhức đầu. Thực hiện theo các quy tắc 20-2-20 để giảm mỏi mắt. Cứ 20 phút, nhìn xa khoảng 2 mét về phía trước trong 20 giây. Thêm vào đó, thường xuyên thực hiện massage 3 huyệt vị ở mắt có thể cải thiện tình trạng rất tốt. Thứ 7. Tăng cường omega 3. Gần một nửa dân số thế giới không ăn đủ lượng dầu cá cần thiết. Tổ chức Sức khỏe Australia khuyến cáo mỗi người nên ăn từ 2 đến 3 khẩu phần cá như cá hồi, cá thu trong một tuần. Một chế độ ăn giàu axit béo omega 3 như thế có thể giúp bảo vệ đôi mắt khỏi nguy cơ thoái hóa điểm vàng và chứng khô mắt. Thứ 8. Đắp mặt nạ hoặc giảm bọng mắt. Sử dụng dưa chuột hoặc khoai tây để làm giảm quầng thâm mắt là một trong những biện pháp làm đẹp cho mắt hiệu quả, được phổ biến rộng rãi. Hàm lượng nước cao trong dưa chuột và vitamin C trong khoai tây là phương thuốc thần kỳ giúp làm sáng đôi mắt mệt mỏi. Lấy 2 lát dưa chuột hoặc khoai tây đã được ướp lạnh đặt lên đôi mắt, giữ nguyên trong 10 phút, bạn sẽ cảm nhận hiệu quả ngay tức thì của phương pháp này lên đôi mắt mệt mỏi của mình. Vùng da xung quanh mắt được hấp thụ các dưỡng chất của loại mặt nạ sẽ trở nên sáng khỏe tự nhiên. Thứ 9. Bổ sung các loại vitamin từ nước hoa quả. Những lợi ích của nước hoa quả đối với làn da và đôi mắt có lẽ không cần phải nói nhiều. Ngoài việc bổ sung nước, nước hoa quả là nguồn cung cấp vô tận các loại vitamin A và C. Cố gắng duy trì việc uống nước hoa quả như một thói quen hàng ngày để có đôi mắt sáng tinh tường và làn da khỏe mạnh. Thứ 10. Kiểm tra mắt theo định kỳ. Kiểm tra mắt là việc cần làm để đảm bảo rằng đôi mắt của bạn khỏe mạnh và nhìn tốt. Một bài kiểm tra thị lực sẽ giúp xác định xem bạn có cần đeo kính để điều chỉnh tầm nhìn của mình hay không. Nếu có thì đeo kính bao nhiêu độ là phù hợp. Kiểm tra giãn nở trong mắt cũng nên được thực hiện để phát hiện sớm các thiệt hại về mắt hoặc các bệnh như tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác. Vâng, quý vị thân mến, đôi mắt đó là cửa sổ tâm hồn. Một đôi mắt khỏe là đôi mắt được chăm sóc, bảo vệ một cách thường xuyên. Mặc dù trong cuộc sống chúng ta phải đối mặt với rất nhiều những vấn đề gây áp lực cho đôi mắt như là thiếu ngủ, làm việc với máy tính quá nhiều. Nhưng để có được một đôi mắt đẹp, sáng và khỏe mỗi ngày không khó nếu như các bạn dành thời gian thực hiện những phương pháp chăm sóc rất đơn giản, dễ thực hiện, sẽ mang lại kết quả tuyệt vời trong việc nuôi dưỡng cửa sổ tâm hồn của mình.